Hôm nay mình không có nói về giày mà hôm nay hiện tại mình đang đi trên đường tới Best Buy để mình mua thêm cạc để nạp để có được LTE có 4G và mình đang đi tìm đứa đó và để mình tới Best Buy coi có gì hay ho không để mua. Chứ hôm nay cũng chán quá, không biết làm gì hết. Mình đang chờ để mua cái loại camera này. Đây là cái Lumix G7 và nó có quay được 4K. Và đây, để mình chờ các bạn xem. Ok, thì nó như vậy đây. Xí nó có thể quay được chế độ 4K và cái ống len nó rất là tốt. Đây là cái máy mình sẽ mua và nó có thể gắn được mix ở đây. Hoặc mình đang coi, tại vì đây là cái máy mình chắc chắn là sẽ mua. Hoặc là mình cũng đang thắc mắc giữa cái Canon Rebel T6. Nhưng mà mình thấy cái kia hơn, cái kia nó gọn hơn và nó nhẹ hơn, có thể quay được 4K, còn cái này không quay được 4K. Flycam mình sẽ mua. Cái flycam này bay chế độ rất là cao và nói chung đây là cái flycam mình sẽ mua chung với lại cái camera kia luôn để mình đầu tư vào cái vlog. Đó là hai cái thứ mà mình đang dự định sẽ mua, nhưng mà mình đang vẫn đang thắc mắc, tại vì các bạn đều biết là iPhone X sắp ra và nó thu hút rất là nhiều sự chú ý trong đó có mình, và các bạn biết là nó thu hút sự chú ý của rất là nhiều người, trong đó có cả mình. Tự nhiên cả Lâm vậy. Là mình đang thắc mắc giữa iPhone X và cái Lumix G7 cộng với cái Flycam, cho nên là mình không biết là mình chọn cái nào. Và mình mới đi siêu thị về, và có lẽ là cái vlog của chiều hôm nay mình chỉ vậy thôi. Mình chỉ đi lòng vòng và tí nữa mình nấu ăn. Đó là ngày hôm nay, ngày nghỉ của mình. Mình đi vô Best Buy mình mua đồ. Rồi thì tự đề các bạn đã đọc thì mình đang thắc mắc giữa cái iPhone X và cái tại vì iPhone X á, nó bây giờ ra nếu mà ở đây thì nó cũng là 1.100, 1.200. Thì cái camera với lại cái flycam thì cộng lại là cũng bằng iPhone X, thì cho nên là mình đang thắc mắc. Cho nên là tại vì iPhone á là mình chỉ là muốn thôi, còn nếu mà tính theo cái camera đó là cái thứ mà mình cần để mà mình quay cho chất lượng rồi. Có rất là nhiều thứ để mà các bạn biết mà. Cho nên là các bạn hãy comment bên dưới coi là mình nên thứ gì. Và tại vì 60%, 70% là mình muốn cái camera với lại cái flycam hơn là cái iPhone X. iPhone X thì mình để dành từ mình mua cũng được, với lại nó cũng xuống giá. Và bây giờ mình chắc là mình xuống, mình vô mình làm đồ ăn để mình ăn cơm. Mình mới đi siêu thị về và mình mua đồ ăn. Mình chuẩn cơm chuẩn bị xong rồi, mình chuẩn bị ăn cơm và giấc.
sinh viên đi du học mình không có đi chung với ba mẹ và mình đi một mình, riêng một mình thôi. Thế tự kiếm tiền, mình đi chợ và mua đồ ăn và đang nấu cơm. Hôm nay mình không có nói về giày mà hôm nay là cái vlog mà mình nói về cái xung quanh ngày nghỉ của mình, và có lẽ là mốt là mình là cái vlog thường xuyên hơn như vậy. Và tí nữa mình ăn xong và cả tối mình đi hang ngang một tí rồi mình đi tập gym. Và bây giờ mình ăn cơm một tí, mua thịt bò nấu cơm ngon. Thì ngày hôm nay khá là đơn giản và thật sự là mình mới đi coi phim, mình mới đi chơi với bạn mình xong rồi mình mới đi quay video. Thật sự mình đi coi phim IT. Thật sự thì nó rất là ám ảnh và đi lòng vòng mua đồ thì trời đây. Trời chuẩn bị tối. Cái này trời chuẩn bị tối và thực sự hôm nay cũng khá là vui biết được cái plan của mình là nó mình sẽ đầu tư vào cái nào và có lẽ là sẽ đi make money và mua theo đầu tư và đam mê hay và và mình xin kết thúc video ngày hôm nay của mình luôn, và hôm nay là thứ bảy, ngày mai mình đi make money và thứ hai mình rảnh là ngày mai chúng mình chủ nhật nguyên ngày mai và thứ hai mình rảnh và mình sẽ ok tiếp tục đi như vậy nữa, và có thể là nếu mà có về giày thì mình sẽ làm về giày, không thì mình sẽ tiếp tục vlog như vậy và Hà Hero peace. I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.